Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với cả nhà là cái cách mình chăm sóc cái cây hoa giấy này cho nó ra nhiều hoa nhé. Hoa giấy này của mình là hoa tím Huế, à quên, hoa tím Bắc. Tại sao mình phải thay đổi cái cách gọi? Bởi vì mình đã gọi từng gọi tím Huế rồi, thế nhưng mà nhiều người cứ lại bảo là không phải tím Huế, rồi thì người lại bảo là tím găng. Thế nhưng mà ở khu vực của mình thì nó chỉ có mỗi cái tím này thôi. Thế cho nên là mình gọi nó là tím Bắc. Vì mình ở miền Bắc, mình ở Hà Nội mà. Đấy, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để chăm sóc cái cây hoa giấy ở trên chậu sao cho nó ra nhiều hoa. Cái cây hoa giấy này của mình thì đầu tiên là mình cũng chỉ là dâm thôi. Dâm xong nó lên thì cũng nuôi thuần chậu vài năm ở trên chậu rồi. Thì bây giờ nó được như thế này, nó sum xuê cành như thế này. Đấy. Cái đợt vừa rồi, đợt này nó đang mưa nhiều cho nên là cây nó nhìn rất là khỏe. Hoa, bung hoa ra. Các cái cành rủ bung hoa rất là đẹp. Đây là chủ yếu là nụ nhá, mới chớm nụ thôi. Thế còn chắc là khoảng đôi tuần nữa thì nó sẽ hoa, nó sẽ tung bay đẹp lắm. Để quay gần để các bạn xem. Thường mọi người là cái cây hoa màu giấy màu tím này này là thường là khó ra hoa. Đấy, cho nên là để mà chăm sóc, để mà ép cho nó ra hoa thì cả một vấn đề. Nhiều người là chỉ có chơi lá. Cái loại này thì nó khác với cả ra hoa sắc pháo. Sắc pháo của mình thì trồng thì nó cứ đến mùa là nó ra. Hoa sắc pháo nó hay ra hoa vào mùa hè. Như đôi khi là cũng khéo chăm thì nó cũng sẽ ra được cả mùa thu. Bây giờ mùa thu các bạn nhìn đó, mình xem các bạn cho xem cái đây, cái này. Đấy, sắc pháo của mình nhá. Đây này, sắc pháo của mình đây. Bây giờ là mùa thu, mùa hè nó ra hoa rồi, xong bây giờ nó vươn cành ra nên mùa thu nó lại có hoa tiếp. Đấy, thế cho nên là để có một cái cây hoa giấy màu tím mà nó ra hoa ngẫu nhiên thế này là cũng cả một vấn đề đấy các bạn. Cây này thì mình cũng nói luôn là từ đầu năm giờ nó chưa có hoa lần nào, có cũng có một lần nhưng mà nó lớt phớt được mấy cành ở trên ngọn thôi. Nhưng mà đợt này là nó bung hoa ra nhiều như thế này thôi. Đó. Mình quay sát lại để các bạn xem nhé. Nụ rất là nhiều các bạn ạ. Nụ rất là nhiều luôn. Nhưng chưa thực sự bung hoa đâu nhá. Nó bung thực sự bung hoa thì đẹp lắm. Đây này, cánh hoa nó thế này đấy các bạn. Đấy, cánh hoa tím nhá. Mình rất thích màu tím. Nó cũng không hiểu có duyên thế nào mà nhà thấy toàn hoa giấy tím thôi. Đúng, bây giờ trên thị trường thì mọi người làm ngũ sắc rồi thì đủ các loại sắc, cứ ghép mấy loại vào thì nó thành từng đấy loại, từng đấy màu. Nhưng mà mình thì vẫn thuần túy là chủ yếu là tím, bởi vì mình sẵn cái lượng cây phôi của mình rồi, sẵn có rồi, mình làm theo thế, cũng không phải là nhà vườn buôn bán nên cũng không có công để ghép thành ngũ sắc hay là gì cả. Mình chỉ có ghép từ sắc pháo sang thân tím Huế thành công. Đây các bạn thấy chưa, mình sẽ quay vòng tròn cái bông cái cây này, tán cây này
tương đối là đẹp. Đấy, nhìn xem bóng cây tròn ở dưới này. Đấy các bạn thấy chưa? Bóng cây tròn ở dưới sân luôn. Nhìn mê luôn các bạn. Cái đôn của cái chậu này nó đang thấp nhưng mà không chưa có cái đôn thay thế cho nên là thôi cứ để tạm như vậy. Để tạm như vậy để chơi đã. Đấy. Nhìn tuyệt vời chưa? Chắc chỉ khoảng tuần hoặc 2 tuần nữa là nó cũng phải kín đấy. Bông hoa nó sẽ kín đấy. Bây giờ thì chưa. Bây giờ thì giờ nó mới điểm điểm. Tỷ lệ chắc được khoảng 35% trên cái tán cây. Đó. Đấy nhá, mình sẽ tiến hành quay lại gần ở trong cái thân cây nhé để các bạn xem nhé. Đấy, tán cây ở bầu trời. Cây cái đôn hơi thấp cho nên là quay nó sẽ hơi khó. Đấy các bạn nhé. Đấy cái thân này. Đấy. Đấy chưa? Đơn giản thôi. Đấy, gốc này. Bệ gốc. Những cây này là chủ yếu là chơi hoa thôi nhá. Chứ bông chơi hơi tán thôi, hoa thôi. Thì cái này mình làm tán ô. Thế cho nên cái thân nó sẽ giấu ở trong, ở bên trong. Chứ không phải là làm để chơi thân. Đấy. Hoa rất nhiều đẹp. Rực luôn các bạn. Nhìn sướng. Sướng mắt luôn. Một tác phẩm hoa giấy. À, bây giờ mới quay lại cái chủ đề ban đầu của video mình nói là cách cái chăm sóc cái cây hoa giấy này màu tím cho nó ra hoa nhá. Thì thực ra là năm nay mình cái cây này mình để nó ra hoa tự nhiên. Cho nên là đến thời điểm bây giờ nó mới ra hoa. Thì cái việc này, nó ra hoa này thì mình cũng chả làm gì cả, để nó tự nhiên thôi. Mình chỉ có cây ở trên chậu, một cái chậu bé thế này thì mình thỉnh thoảng mình bón cho ít lần thôi. Mới tưới tưới nước thường xuyên. Đấy. Nếu còn cái cây hoa nó nhìn bây giờ vẫn đang vào là tháng 9 âm lịch rồi. Thì mình nghĩ chắc là không thể xử lý để ra hoa Tết nữa. Bởi vì bây giờ nó mới bắt đầu ra hoa thì cái hoa này mình chơi mình chắc là phải chơi phải được một tháng cho đến tháng rưỡi. Hoa tím này nó rất là bền. Đấy, được khoảng tháng rưỡi thì chắc là không đủ thời gian để xử lý cho cây nó khỏe, nó ra hoa Tết nữa. Thế nhưng mà mình sẽ cố gắng. Đấy, khi hoa nó tàn đi thì mình sẽ có thể là mình sẽ cắt gọn lại, cắt tỉa gọn lại. Thế xong là mình sẽ cho nó cắt tỉa gọn lại, xong mình cho nó cho ra lộc mới. Thì lúc đấy mình sẽ bón lân
bón lân cho nó khỏe cây. Thì hy vọng là cái lứa lộc của mùa đông thì nó sẽ phun hoa vào đúng dịp Tết. Cái thời gian mà làm thì mình sẽ quay video sau nhé các bạn nhé. Thời gian để mà ép cái cây hoa giấy ra hoa Tết thì mình làm video sau. Đấy, nhưng mà nếu mà ép ấy thì cây nó ra hoa thì nhiều thì cây nó sẽ yếu. Chứ cứ để nguyên thế này thì nó không sao cả. Mình thì cũng đã có năm ngoái 2021 thì mình đã có những cái video chia sẻ làm ép cái xử lý ép cái cây hoa giấy ra hoa đúng Tết thì nó đã ra hoa đúng Tết rồi. Nếu các bạn xem muốn xem cái lịch trình để làm cụ thể thì các bạn quay lộn lại xem ở những cái video trước của mình vào tầm tháng 10 năm ngoái. Thế còn năm nay thì mình